Nhận định bóng đá Aston Villa với Man City 2 giờ 15 phút ngày 22 tháng 4 tại vòng 32 Premier League. Chuyên gia nhận định Aston Villa với Man City là trận đấu không ngang tài ngang sức khi những vị khách thể hiện phong độ vượt trội. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chủ nhà Aston Villa tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng khi chỉ giành được một chiến thắng bên cạnh 2 lượt hòa và 2 thất bại sau 5 lần ra sân gần đây ở đấu trường Premier League. Theo thống kê, hàng công của The Villa thi đấu kém hiệu suất với 5 bàn thắng. Trong khi đó, hàng phòng ngự lại để thủng lưới đến tận 6 lần. Dựa vào tình hình hiện tại, chuyên gia tin rằng Aston Villa sẽ khó lòng giành được một chiến thắng trọn vẹn 3 điểm khi đối đầu Man City. Phía bên kia, Man City không giữ vững được phong độ toàn thắng như giai đoạn đầu mùa. Cụ thể, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola phải nhận 2 thất bại bên cạnh 3 chiến thắng sau 5 lần ra sân gần đây trên mọi đấu trường. Thống kê cho thấy, hàng công của Man City ghi được tổng cộng 7 bàn thắng. Trong khi đó, tuyến sau lại để thủng lưới 5 lần. Dù thành tích không còn ấn tượng nhưng Man City vẫn là đội nhận được nhiều sự ưu ái và quan tâm của giới mộ điệu. Vì vậy, viễn cảnh họ giành chiến thắng cũng là chuyện trong dự tính. Dựa vào thành tích thi đấu trong quá khứ giữa hai đội, nhà cái châu Á tin rằng Man City xứng đáng nằm cửa trên với kèo chấp 1-1 trên 4 bàn so với Aston Villa. Ngoài ra, trận đấu này còn có thêm kèo tài xỉu được ấn định ở mốc 2-3 trên 4 bàn. Theo thống kê, có tới 4 trên 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội đều xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên. Do đó, chuyên gia khuyên người chơi nên đặt niềm tin vào cửa tài để tăng tỷ lệ thắng cuộc.